Tại sao Phật giáo ảnh hưởng ở phương Tây? Bài viết của giáo sư Cao Huy Thuần. Tây phương biết Phật giáo từ hồi đầu thế kỷ 19. Nhưng hồi đó chỉ mới một số ít học giả và triết gia khám phá ra sức thu hút của một tư tưởng đến từ phương Đông mà người ta không biết nên gọi là tôn giáo hay triết lý. Âm thầm, im lặng, Phật giáo lan ra xã hội, phát triển khắp nơi ở châu Âu, một từ giữa thế kỷ 19 cùng với sự phát triển của trào lưu tiến hóa mà ngày nay ta gọi là hiện đại âm thầm, im lặng như thế cho đến đầu những năm 60 của thế kỷ 20 thì Phật giáo bỗng được tiếp nhận rộn ràng trong giới trẻ khi giới này phất lên một phong trào văn hóa phản kháng, con tơ cao chờ, chống lại văn hóa tôn sùng kỹ thuật. Vật chất và tiền bạc Giới trẻ khao khát một đời sống tâm linh mới giúp họ giải quyết những vấn đề tâm lý, hiện sinh, và họ nghĩ đã tìm được nơi Phật giáo. Đó là lúc mà nhiều trí thức trẻ tìm đến Tây Tạng như tìm đến miền đất hứa. Nhanh chóng, trong vòng 20 năm, tu viện và thiền viện mọc lên hàng trăm ngôi trên khắp Âu Mỹ. Giới trẻ, học thức và trung lưu, gặp một thứ hạnh phúc mới mà họ thực chứng được bằng kinh nghiệm tu học bản thân trong các thiền đường. Đến những năm 90 không thì báo chí, truyền thông rộ lên cả một cao trào tin tức. Bình luận, phóng sự, hình ảnh đầy cảm tình với Phật giáo. Cùng lúc, Hollywood nồng nhiệt đưa lên màn ảnh phim truyện về cuộc đời của Đức Phật, về Ngài Đạt Lai Lạc Ma, về Tây Tạng nhiều ngôi sao màng bạc, nghệ sĩ, ca sĩ danh tiếng trở thành Phật tử, khiến dư luận, quần chúng, càng có cảm tình hơn. Bây giờ thì Phật giáo đã mọc rễ, đã phát triển trong xã hội, trong đời sống văn hóa ở Âu Mỹ. Phật giáo là môn học được ưa chuộng trong các trường đại học Mỹ danh tiếng, thu hút sinh viên ngày càng đông. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tôi rất vinh dự được nói chuyện với quý vị trong tuần lễ văn hóa này và rất vui mừng được đặc biệt làm quen với các bậc trí thức và các bạn trẻ. Trong mấy câu nhập đề sơ lược ở trên, chắc quý vị và các bạn đã để ý. Tôi nhấn mạnh đến giới trẻ và trí thức. Chẳng phải vì tôi thuộc vào thành phần ấy, mà vì đó là khía cạnh mà tôi muốn hạn chế trong đề tài của tôi. Âu Mỹ đang mở lòng tiếp nhận một tư tưởng, một tôn giáo mà họ cho là rất trẻ và rất hiện đại. Hiện đại đó là khía cạnh của đề tài rộng lớn mà tôi sẽ nói chuyện với quý vị hôm nay, tại sao Phật giáo bành trướng được ảnh hưởng trên Âu Mỹ. Bài nói chuyện của tôi sẽ gồm 4 điểm vây quanh chủ đề hiện đại. Trong điểm thứ nhất, tôi sẽ cắt nghĩa thế nào là hiện đại. Trong điểm thứ hai, tôi trình bày Phật giáo thích hợp với hiện đại như thế nào. Trong điểm thứ ba, tôi sẽ nói, thế nhưng chính hiện đại đang bị khủng hoảng. Trong điểm thứ tư, tôi trả lời, chính vì hiện đại bị khủng hoảng mà phật giáo lại càng thích ứng trong suốt bài nói chuyện của tôi và nhất là trong phần kết luận các bạn sẽ nhận ra rằng tôi nói chuyện phương tây mà thật ra là tôi nói chuyện việt nam mở cửa nhìn ra thế giới chính là để biết mình là gì và biết mình phải làm gì y vậy thì điểm thứ nhất thế nào là hiện đại hiện đại là gì từ ngữ này đã trở thành quá phổ thông đã bị pha loãng ra trong ngôn ngữ thường ngày ở ta cũng như ở âu mỹ cho nên phải trở về lại với lịch sử để tìm bản chất của nó thông thường ta dùng từ hiện đại để nói cái gì là mới ngầm ý tán thưởng mới là hơn cũ nay là hơn xưa thì cũng đúng thôi nhưng có người sẽ nói trái lại chắc gì mới đã hơn cũ chắc gì nay đã hơn xưa ở thời nào cũng vậy và ở xã hội nào cũng vậy hai khuynh hướng cứ đối chọi nhau một muốn đi tới một muốn kéo lui một cách tân, một hoài cổ, bên nào cũng muốn biện minh khuynh hướng của mình. Và nếu biện minh có hệ thống thì trở thành ý thức hệ, trở thành chủ nghĩa, chủ nghĩa hiện đại chống lại chủ nghĩa truyền thống. Để tránh cả hai cực đoan, cực đoan của phe mới cũng như cực đoan của phe cũ, tôi lần theo chiều lịch sử phân tích đâu là những yếu tố tạo thành cái mà ta gọi là hiện đại. Yếu tố quan trọng nhất là tự chủ, là con người tự chủ, con người tự mình làm chủ mình làm chủ là thế nào? Can đã cắt nghĩa bằng một câu bất hủ khi được hỏi, khai sáng là gì? Ông trả lời, là con người bước ra khỏi tình trạng vị thành niên. Trước khi tư tưởng khai sáng bừng nở, con người hãy còn thơ ấu, phải viện vào tay người lớn mà đi, bây giờ đi được một mình. Chữ Pháp, chữ Anh làm rõ hơn nghĩa đó. Autonomy có gốc Hy Lạp là autos, tự mình, và nomo, luật, con người tự mình cai trị mình theo luật tự mình làm lấy chứ không phải luật do người khác làm ra và bắt mình phải theo và luật do mình làm ra dựa trên cái gì dựa trên lý trí lý tính mà đã là người thì ai cũng có hãy có can đảm sử dụng lý tính của chính mình đó là châm ngôn của khai sáng và cũng là châm ngôn của con người hiện đại đừng dựa nữa vào bất cứ cái gì ở ngoài con người nhất là ở trên cao hãy đứng dậy đừng viện nữa vào thượng đế từ yếu tố quan trọng nhất đó từ tự chủ cả một loạt các yếu tố khác sáng rõ ra, bắt đầu là sự giải phóng của lý tính phê phán. Bởi vì phê phán là chức năng của lý tính. Không có gì được thoát ra khỏi phê phán, không có đối tượng nào được xem là tuyệt đối, là húy kỵ, kể cả thượng đế, kể cả nhà thờ. Càng hô to, hãy dám tư tưởng. Không có lĩnh vực nào là lĩnh vực riêng của bất cứ quyền uy nào, tất cả đều phải bước qua tòa án của lý tính, trước tòa án đó, Bị cáo mà tư tưởng hiện đại nhắm đến trước tiên là lòng tin tôn giáo. Phải giải phóng lý tính ra khỏi lòng tin. Phải giải phóng Galilei ra khỏi lòng tin nô lệ, tin rằng mặt trời xoay chung quanh trái đất. Với lý tính, khoa học sẽ phát triển và khoa học có khả năng vén những tấm màn bí mật của vũ trụ mà lòng tin cố cản. Khoa học, tư tưởng khoa học, đó là ánh sáng dẫn đường cho tính hiện đại, giúp con người tự mình biến đổi thế giới, làm thành thế giới của con người đập tan mọi xiềng xích của mê muội. Khoa học sẽ phát triển không ngừng, do đó tiến bộ cũng đi tới không ngừng. Tiến bộ giống như mũi tên bắn ra, chỉ bay thẳng phía trước, không ngoằn ngoèo, vòng vo, với tự chủ của con người trưởng thành, với lý tính được giải phóng ra khỏi lòng tin, với khoa học vén màn bí mật, các bạn thấy lịch sử của tư tưởng Âu Châu cứ dần dần đi vào chiều hướng củng cố địa vị của con người, bắt đầu từ thời Phục Hưng, thế kỷ XIVXVI. Chiều hướng đó, khuynh hướng đó, cao trào đó, tên của nó là nhân bản chủ nghĩa, humanim. Không thể hiểu được tư tưởng Âu Châu nếu không thấy cái hướng đi đó của chủ nghĩa nhân bản. Và cũng không thể hiểu được hiện đại là gì nếu trước hết không hiểu sự giằng co, có khi âm thầm, có khi dữ dội, giữa thiên chúa giáo và nhân bản chủ nghĩa. Hai. Cố gắng, cố gắng không ngừng để phát triển, phát triển không ngừng tất cả những khả năng của con người để đừng làm mất đi bất cứ cái gì làm con người lớn lên, làm con người vinh thăng. Lớn lên bằng cách nào trong lịch sử Âu Châu? Bằng cách làm bớt đi, làm nhỏ dần Thượng Đế. Cho đến thế kỷ 19 thì Nai S loan báo, Thượng Đế chết rồi. Chúng ta đã giết. Sự thực là Thượng Đế vẫn còn đấy thôi, nhưng thay hình đổi dạng, không còn là Thượng Đế nhân dạng nữa. Mà cũng chẳng còn thống trị nữa trong tư tưởng, trong đời sống xã hội, trong luật pháp, trong chính trị, trong sinh hoạt thường ngày của người Âu Châu. Thế kỷ 20 không còn đặt vấn đề giết Thượng Đế nữa, bởi vì người ta sống ngoài vòng cương tỏa của Thượng Đế, chẳng cần biết Thượng Đế là ai, có hay không, và chính thái độ dững dưng đó làm các người bên vực Thượng Đế bực mình còn hơn là thái độ chống đối Thượng Đế. Xã hội ngày nay ở châu Âu đi vào tình trạng mà các nhà xã hội học gọi là thế tục hóa. Thế tục hóa, đó cũng là một trong những yếu tố đặc trưng của hiện đại. Trên quá trình hiện đại hóa đó thì Tây Phương gặp Đạo Phật đạo Phật hiện đại như thế nào trước mắt Tây Phương, con người Tây Phương khám phá ra rằng cách đặt vấn đề của đạo Phật đáp ứng nhu cầu của thời đại mới. Tây Phương đang chối từ Thượng Đế thì đạo Phật giải thích không có Thượng Đế. Tây Phương phải nhờ Darwin để cắt nghĩa rằng vũ trụ không phải do một đấng nào sáng tạo ra cả trong 7 ngày thì đạo Phật đã nói cách đây hơn 2.500 năm rằng thời gian là vô thủy vô chung, vũ trụ là vô cùng vô tận. Tây Phương ngay ngáy lo sợ về ngày phán xét cuối cùng của Thượng Đế thì Phật giáo nói, không có ai phán xét ta cả, chỉ có con người phán xét con người thôi. Tây Phương trăn trở về những vấn đề siêu hình thì Phật giao kể chuyện mũi tên, khi anh bị mũi tên độc bắn vào thân thì anh phải rút nó ra ngay hay anh ca vọng cổ hỏi mũi tên do ai bắn. Lý lịch thế nào, hộ khẩu ở đâu? Rút mũi tên ra, đó là nhu cầu giải phóng con người ở Tây Phương và họ thấy nơi Phật giáo một đáp số hợp với lý tính đặt nặng trên kinh nghiệm, trên thực hành và kiểm chứng được bằng kết quả bản thân ở ngay đời này chứ không phải đợi đến khi lên thiên đường, xuống địa ngục. Hợp với lý tính, người Tây phương ngưỡng mộ nét đặc biệt đó của Phật giáo, làm Phật giáo khác với các tôn giáo khác. Phật giáo từ chối lòng tin nếu không đặt cơ sở trên trí tuệ. Bởi vậy, trong Phật giáo không có tính điều. Tây phương ngưỡng mộ kinh Coloma khi Phật dạy, đừng vội tin một điều gì dù điều đó được ghi trong kinh điển hay sách vở. Hãy quan sát, suy tư, thể nghiệm, thực chứng rồi mới tin. Tinh thần đó xuyên suốt kinh kệ Phật giáo. Người trí thức Tây phương thấy tinh thần đó hợp với khoa học, hợp với đầu óc phê phán. Phật giáo là tôn giáo duy nhất thích ứng với khoa học hiện đại, An San đã phát biểu như vậy. Tại sao Phật giáo hợp với khoa học? Tại vì Phật giáo không nói điều gì mà không có kiểm chứng. Phật giáo nói, sự vật là vô thường, hãy nhìn chung quanh với mắt của mình kinh nghiệm của mình có cái gì là thường còn đâu cái thường còn duy nhất là khoảnh khắc này đây vậy thì tìm thiên đường ở đâu nếu không phải nơi chính cái khoảnh khắc này hạnh phúc nằm ngay nơi mỗi khoảnh khắc đó là bài học hiện đại quý giá nhất mà phật giáo đem đến cho người tây phương và hãy nhìn thêm nữa mọi sự mọi vật đều tương quan lẫn nhau mà có và tương quan lẫn nhau mà diệt Màu hồng nơi đóa hoa kia có phải tự nó mà có không? Đâu phải. Nếu không có mặt trời thì nó đâu có hồng thắm như vậy. Nhưng mặt trời có phải là tác giả duy nhất của màu hồng kia không? Không. Vì nếu không có mưa thì làm sao hoa sống? Nhưng mưa có cũng là do mây, mây có cũng là do hơi nước. Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia cũng không. Đó là luật vô ngã của Phật giáo và cũng là luật tương quan tương sinh ai đọc sách của nhà vũ trụ vật lý học trịnh xuân thuận đều biết những luật đó có nhiều điểm hội tụ với khoa học vũ trụ vật lý áp dụng được luật đó vào đời sống bản thân đời sống gia đình đời sống xã hội cam đoan không cần tìm thiên đường ở đâu xa đó là chưa kể đến luật nhân quả mà ai cũng có thể dễ kiểm chứng từ đó người tây phương đi đến một cái nhìn hiện đại hơn nữa vào bản chất của cuộc đời để hiểu chữ khổ trong phật giáo họ chất vấn thượng đế nếu Thượng Đế là toàn năng thì sinh ra làm chi thiên tai? Động đất, triều cường, dịch này dịch nọ giết hại phúc chốc hàng trăm ngàn người như vậy. Nếu Ngài là nhân từ thì sao con người khổ thế? Con người khổ thế thì Ngài ở đâu? Phải chăng, người Tây Phương hỏi, khổ nằm ngay trong bản chất của cuộc đời như muối nằm trong biển, mà sinh lão bệnh tử chỉ là những khía cạnh dễ thấy nhất. Từ đó, Tây Phương hiểu chữ Niết Bàn của Phật giáo đúng hơn hồi thế kỷ 19, Niết Bàn là hết khổ mà hết khổ là tự mình bản thân tôi mỗi khi tôi nghe ai cầu cho người chết được siêu thoát tôi không khỏi cười thầm bởi vì siêu là vượt lên thoát là giải thoát vượt lên trên tham sân si thì giải thoát vậy thì nên cầu cho cả người sống được siêu thoát tôi không dám đùa đâu người tây phương hiểu điều đó hơn ta bởi vì họ hiểu tư tưởng nhân bản của chính họ nhân bản nghĩa là con người vượt lên trên con người con người có đủ khả năng để vượt lên trên chính mình nhưng vượt lên như thế nào cụ thể bằng cách nào đây là cái mới mà phật giáo đem đến cho tây phương và đem đến trong tinh thần khoa học trong lịch sử tây phương đã vượt quá ta hàng mấy thế kỷ nhờ khám phá thế giới bên ngoài nhưng đến một lúc họ bỗng giật mình thấy rằng khám phá thế giới bên ngoài không đủ để đem lại hạnh phúc như họ tưởng bởi vì con người còn có đời sống ở bên trong ngài đạt lai lạc ma nhắc họ những vấn đề của chúng ta dù đến từ bên ngoài như chiến tranh như bạo lực, như tội ác, hay đến từ bên trong dưới hình thức khổ đau về tâm lý hay tình cảm, đều sẽ không tìm ra giải pháp chừng nào chúng ta còn không hiểu chiều sâu nội tâm của ta. Ba. Đó là lúc mà Ngài và các vị sư đắc đạo của Tây Tạng đến Âu Mỹ, mang theo một ánh sáng khoa học mới rọi soi vào nội tâm của con người, để làm một cuộc cách mạng thứ hai mà người Tây Phương gọi là cách mạng ở bên trong, bổ túc cho cách mạng ở bên ngoài mà Tây Phương đã từng làm. Từng biết với khoa học. Chìa khóa của hạnh phúc không nằm ở đâu khác hơn là trong nội tâm mỗi cá nhân. Mà muốn nhìn thấy cái chìa khóa đó thì phải rọi soi vào bên trong bằng những kỹ thuật thiền định mà các nhà sư Tây Tạng đã thực chứng do chính kinh nghiệm của họ. Trong lĩnh vực này, đừng hòng các lan băm đến làm ăn bịp bợm, khoa học Âu Mỹ đã đặt nền móng vững chắc cho cuộc thám hiểm vào não bộ của con người các nhà sư tệ tạng đã đem chính bản thân để các máy móc tối tân trong các đại học danh tiếng nhất của mỹ đo lường ảnh hưởng của thiền định trên não bộ họ không phải chỉ đem lời nói họ đem thực hành họ đem kỹ thuật phương pháp cụ thể để các nhà khoa học quan sát phán xét tính hiệu nghiệm của thiền định góp phần lớn vào sự phát triển của ngành sinh học thần kinh tôi xin thú thực bản thân tôi có tính đa nghi khi đọc lịch sử đức phật Tôi không hiểu làm sao Phật có thể ngồi thiền định dưới bóng cây bồ đề trong suốt 49 ngày. Bây giờ thì tôi hiểu, mỗi người chúng ta đều có một sức dự trữ tâm linh mà ta không ngờ bởi vì chưa bao giờ sử dụng. Tôi sẽ trở lui lại điểm này, cuộc hành trình của ta tìm ta để chữa bệnh cho chính ta và chữa bệnh cho thời đại, bây giờ, tiếp tục vấn đề nhân bản và khoa học, có phải sức quyến rũ của Phật giáo chỉ nằm ở tính khoa học của Phật giáo mà thôi hay không? tôi không nói đến chiều sâu của triết lý phật giáo ở đây cũng không nói đến tính minh triết mà tây phương đang tìm lại tôi chỉ hạn chế trong một vấn đề nữa thôi đạo đức đạo đức học ở tây phương là những răng cấm những mệnh lệnh người tây phương hiện đại có cảm tưởng như có ngón tay chỉ vào trán và ra lệnh mày không được thế này mày không được thế kia mày làm là phạm tội phạm tội với ai tại sao như thế là phạm tội Tại sao tội đó phải nhờ một người khác giải tội với trên cao? Đạo đức đó, con người hiện đại chối bỏ vì họ cảm thấy như vậy là hãy còn vị thành niên. Đạo đức của Phật giáo trái hẳn, bắt nguồn từ con người. Không ai ra lệnh, không ai răng cấm. Phật giáo nói, tham thì khổ, sân thì khổ, si thì khổ. Từ thì vui, bi thì vui, hỷ thì vui, xả thì vui. Từ bi hỷ xả, cứ thực hành sẽ thấy vui. Tham sân si, cứ mắc vào sẽ thấy khổ. Đừng giết hại, đừng nói dối, đừng trộm cắp, đừng tà dâm, đừng say rượu, đó là năm điều tôi tự nguyện với tôi, làm được đến đâu chính tôi nhẹ nhàng đến đó. Đạo đức của Phật giáo là thực nghiệm, nhắm mục đích làm cho con người tốt hơn đã đành. Nhưng cốt nhất là làm nội tâm thanh thản, bởi vì thanh thản chính là hạnh phúc. Hơn thế nữa đạo đức Phật giáo còn thức tỉnh con người hiện đại ở Tây Phương ở chỗ nới rộng lòng từ bi và ý thức liên đới ra khắp chung quanh, không những giữa người với người, mà còn giữa người với thú vật, với thiên nhiên. Dưới ảnh hưởng của tôn giáo cổ truyền của họ, Tây Phương đã cổ vũ, huy động từ thế kỷ 17 mọi cố gắng để chinh phục. Cai trị thiên nhiên Chiến công đó, nhân loại cảm ơn Sẽ sông, lấp núi, cái gì con người cũng làm được, thiên nhiên đã bị nhân hóa nhưng thiên nhiên cũng đã bị khai thác, bốc lột đến kiệt quệ, rừng trọc đầu, mưa hóa chất, nước nhiễm độc, chúng ta biết rõ hơn ai hết. Và rốt cục, con người ăn trong miếng ăn những chất độc do chính con người thải ra. Đạo đức đối với thiên nhiên trở thành trách nhiệm của chính con người. Các tôn giáo khác nói, không được giết người. Phật giáo nói, tôi nguyện không sát sinh, nghĩa là không giết sự sống. Và sự sống đó, thú vật đều có, cây cối thiên nhiên đều có, vũ trụ, khí quyển, trái đất đều có, tất cả đều liên đới với con người, phải yêu thương nhau như một thì mới sống còn với nhau. Tôi vừa động đến một vấn đề hiện đại có tính tiêu cực, vấn đề môi trường. Bởi vì hiện đại không phải cái gì cũng hay. Hiện đại cũng có lắm tiêu cực. Hiện đại cũng đang gặp khủng hoảng. Bởi vậy, sau khi tán thưởng hiện đại và giải thích Phật giáo hiện đại như thế nào, tôi bắt qua điểm thứ ba, trình bày những khủng hoảng của hiện đại. Khủng hoảng của hiện đại, khủng hoảng quan trọng nhất của hiện đại là khái niệm về tiến bộ. Hồi thế kỷ 19, với sự phát triển thần kỳ của khoa học, ai cũng lạc quan về tương lai. Cha đẻ của môn xã hội học, Auguste Comte, xây dựng cả một hệ thống lý thuyết cắt nghĩa rằng lịch sử của nhân loại là lịch sử của tiến bộ, tiến bộ của đầu óc con người từ giai đoạn thần linh qua giai đoạn siêu hình để cuối cùng đến giai đoạn khoa học. Đó là một sự tiến bộ không ngừng và giai đoạn sau tốt đẹp cho con người hơn giai đoạn trước về phúc lợi. Vật chất cũng như tinh thần. Lạc quan đó, Tây Phương đã thấy đổ vỡ phủ phàng với chiến tranh thế giới thứ hai. Một nước văn minh như nước Đức trở thành một nước giả mang, phi nhân, trong học thuyết cũng như trong hành động. Nước Đức quốc xã đưa ra hình ảnh ghê rợn của một phá sản tinh thần, khi phá sản đó xảy ra trong chính niềm tin vào tiến bộ đạo đức mà người ta chờ đợi ở hiện đại rồi bom nguyên tử rồi hiroshima rồi chiến tranh lạnh rồi leo thang vũ khí tận diệt nhân loại đâu là tiến bộ đâu là đạo đức của khoa học khoa học mà không có lương tâm là đổ nát của linh hồn câu nói ấy trở thành thời sự trước mắt khoa học là mục đích nhưng lương tâm phải là người bạn đồng hành nói là nói thế nhưng trên thực tế người bạn đồng hành của khoa học lại là chiến tranh buôn bán vũ khí chiến tranh làm phát triển khoa học khoa học phục vụ chiến tranh khái niệm tiến bộ cũng được cảnh báo cả khi khoa học làm đúng nhiệm vụ của khoa học là tìm tòi. Nghiên cứu, phát minh, vén màn bí mật của vũ trụ và đời sống. Không có gì quý hóa cho con người hơn là những phát minh càng ngày càng nhiều trong y khoa. Khám phá về tế bào gốc chẳng hạn là một trong những phúc lợi lớn mà nhân loại chờ đợi. Nhưng lương tâm có cho phép ta tạo ra đồng loạt vô số những người y chang giống nhau trong tương lai. Chẳng lẽ khoa học cũng bắt chước công hành giả nhổ một sợi lông, thổi một cái để biến ra thành cả trăm con khỉ giống hệt nhau chẳng biết con nào là khỉ gốc họ tôn hiện đại đang gặp phải vấn đề của đạo đức sinh học mà đạo đức sinh học không thể không liên quan đến cái nhìn của tôn giáo cuối cùng khái niệm tiến bộ còn được đặt lại khi tiến bộ vật chất đưa đến xã hội tiêu thụ trong đó con người bị tha hóa nghĩa là mất địa vị chủ đây là mê lộ trong đó con người âu mỹ nhẫn nhơ sa vào muốn phồn thịnh kinh tế phải sản xuất muốn sản xuất phải có tiêu thụ. Muốn có tiêu thụ phải kích thích nhu cầu, không có nhu cầu cũng phải kích lên cho có. Nhu cầu này được thỏa mãn, phải kích lên nhu cầu khác, nhu cầu phải luôn luôn mới để đáp ứng sản xuất phải mới luôn luôn. Hiện đại đòi hỏi những con người có lý tính. Đâu còn là lý tính nữa trước cuộc chạy đua không ngừng đuổi theo nhu cầu giả tạo, đuổi theo tiêu thụ phù du. Con người trở thành nô lệ của quảng cáo, và quảng cáo, tuyên truyền có đủ mánh lới để tước bỏ phê phán ra khỏi đầu óc người nghe. Lúc nhỏ, ở lớp 11, 12, tôi học câu thơ của Nguyễn Công Trứ, tri túc tiện túc, đại túc hà thời túc. Biết đủ thì đủ, tìm đủ thì biết đến bao giờ mới thấy đủ. Ấy là câu thơ dí cái chìa khóa vào tay ta để mở cửa thoát ra khỏi mê lộ tiêu thụ. Nhưng cái tài của quảng cáo là mê hoặc, đưa con người tiêu thụ vào siêu thị mà làm người ta tưởng vào chốn đào nguyên, tha hóa, con người hiện đại thoát ra khỏi tha hóa đối với trên cao thì lại rơi vào tha hóa ở dưới đất tha hóa trước sản phẩm hàng hóa tha hóa trước thị trường bởi vì cái gì bây giờ cũng trở thành thị trường cái gì cũng bị thị trường khai thác kể cả lĩnh vực tâm linh phật giáo cũng bị thôi và bị chính vì sự thành công của mình tôi chỉ lấy một ví dụ thôi cái nhãn hiệu nirvana trên một sản phẩm sắc đẹp của quý bà thoa kem ấy vào lập tức thấy cực lạc cực lạc bỗng trở thành nạn nhân của tha hóa tôi nhấn mạnh điểm này để giải thích cho các bạn về sự biến đổi của lòng tin ở tây phương đúng là người âu châu có vấn đề với thượng đế đúng là nhà thờ vắng tín đồ đúng là linh mục khang hiếm phải cầu viện đến tận các linh mục phi châu đúng là người âu châu không đi tìm nữa trong tôn giáo truyền thống của họ câu giải đáp lớn cho những khắc khoải của tâm linh mà đi tìm những phương thuốc tức thì trên hạ giới này, trên đời sống này, ở đây và bây giờ, here and now. Đúng như quy luật của thị trường, ở đâu có cầu thì ở đấy có cung. Hàng loạt tín ngưỡng lan băm, chính tà lẫn lộn, xuất hiện trên thị trường tâm linh, tranh nhau giành khách. Và khách ở đây là những người có đời sống vật chất đầy đủ, nhưng bơ vơ, cô đơn, mất tập thể, mất phương hướng, mất ý nghĩa sống. Ngày trước, con người âu châu cũng yếu đuối trước thượng đế nhưng họ có cái gì để tin họ có cái chắc chắn bây giờ họ cũng yếu đuối nhưng không có cái gì để tin nữa họ mất chân đứng họ mất quân bình họ mất chiều cao lẫn chiều ngang họ lung lay và vì họ lung lay họ tưởng cần phải củng cố cái tôi của họ cái tôi mà một chủ nghĩa cá nhân quá đà đã, đã đề cao lên thượng đỉnh các bạn hiểu tại sao ngành phân tâm học phát triển như thế ở âu mỹ Tại sao các bác sĩ phân tâm học đông khách nhà giàu và trí thức, họ đi tìm cái tôi của họ? Nhưng cái tôi của họ trốn ở đâu? Một số người đi tìm trong cùng tận thâm sâu bí ẩn của ý thức dưới ánh đèn pin của ông Fleur. Một số, nông cạn hơn, nghĩ rằng cái tôi của mình là cái thân này đây, phải làm cho nó mạnh, khỏe, đẹp và nhất là trẻ mãi để cực lạc mãi. Tất nhiên họ biết, cung cấp món ăn cho cái thân thì cũng phải cung cấp món ăn cho cái tâm vì tâm không yên thì thân cũng khó khỏe nhưng họ ăn gì trên mâm cơm tinh thần của họ ăn lẩu nghĩa là hổ lốn chút tôm chút mực chút thịt gà chút chúa chút phật bác ái lộn xà ngầu với từ bi lấy một chút chỗ này một chút chỗ kia cái gì mà cá nhân mỗi người thấy hoặc tưởng thích hợp cho riêng mình thì gấp bỏ chung vào cái lẩu nước xúc tâm linh người pháp gọi cách thực hành tân thời này là bricolet lắp kép thủ công, trong chiều hướng đó, ngồi thiền phát triển khắp nơi tại Âu Mỹ. Tất nhiên là hay. Nhưng trong cái hay đó, coi chừng cái dở. Cái dở là thị trường tâm linh đánh đúng vào tâm lý con người thời đại, quảng cáo ngồi thiền như một kỹ thuật để gìn giữ sức khỏe và chỉ như một kỹ thuật mà thôi. Như một kỹ thuật, quảng cáo biến ngồi thiền thành một thứ kem sức mặt, sức vào thì da mặt mắt ra, nhìn vào gương thấy cái tôi của mình như gái một con trong mòn con mắt, chắc các bạn biết thần thoại hy lạp về anh chàng nasi anh chàng mê mình đến độ ngất ngây soi bóng mình trên mặt nước soi gần thật gần môi chạm môi và anh chàng lộn cổ xuống ao con người hiện đại ở tây phương cũng mê cái tôi của mình như thế ve vuốt nó hôn nó tưởng nó có thật trong một dòng sông ảo nhà sư danh tiếng tây tạng chi giam trung ba gọi đồ khuynh hướng đó là chủ nghĩa duy vật tâm linh Sirito Materiam nhưng đó đích thực là một vấn đề, một thách thức đối với hiện tại và tương lai của Phật giáo tại Âu Mỹ. Bởi vì ngồi thiền không phải chỉ là một kỹ thuật, lại càng không phải để phục vụ cho cái tôi. Ngồi thiền chính là để thấy cái tôi là không có. Và như vậy là tôi bắt qua điểm thứ tư, Phật giáo trong thời hiện đại bị khủng hoảng, 4. Phật giáo và khủng hoảng của hiện đại, nhiều tác giả gọi thời đại này là hậu hiện đại tôi không đồng ý với khái niệm này nên chỉ đề cập ở đây hiện tượng khủng hoảng thôi và tôi cũng chỉ xin hạn chế vấn đề vào một khủng hoảng thôi là khủng hoảng của cái tôi trước hết tôi không phủ nhận phúc lợi của việc ngồi thiền dù cho ngồi thiền chỉ để tăng cường sức khỏe ai đã ngồi thiền và ngồi thiền đúng kỹ thuật rồi đều nói không phải chỉ sức khỏe được tăng cường tâm hồn cũng được thư thái bản thân tôi không phải chỉ chứng nghiệm một lần mà cả ngàn lần chỉ cần biết nén giận trong một giây thôi đừng cho nó nổ ra đã là khóa được cái cửa của địa ngục huống hồ ngồi thiền không phải chỉ trong một giây bởi vậy người tây phương biết đưa việc ngồi thiền vào nhiều lĩnh vực bệnh viện nhà tù trường học công sở xí nghiệp họ làm có phương pháp bài bản làm việc gì cũng phải làm cho đến nơi đến chốn nhưng thiền không phải chỉ là thế thiền là tự biết mình và tự biết mình là để quên mình quên mình là để nhập làm một với tất cả những gì hiện hữu đó là câu định nghĩa của đạo nguyên mà các thiền viện ở âu mỹ áp dụng như kinh nhật tụng thế nào là tự biết mình tôi không muốn đưa các bạn vào lý thuyết xa xôi chỉ nói một hành động nhỏ nhặt cụ thể của một người âu mỹ khi lần đầu tiên bước vào thiền đường cử chỉ đầu tiên là cởi giày cởi giày xếp ngay ngắn bước nhẹ vào thiền đường nghe một mùi hương thoảng gặp một im lặng thẳm sâu đi trên một sàn gỗ sạch không một hạt bụi thấy một không gian không chướng ngại mở rộng ra trước mắt cởi giày đó là bài kinh đầu tiên của họ cởi vướng mắt ra giải thoát cho hai bàn chân hai bàn chân quý lắm bao nhiêu nút thần kinh nằm ở trong đó hai bàn chân quý lắm nhờ nó mà mình đứng vững được hai bàn chân quý lắm hãy biết quý hai bàn chân như chưa bao giờ mình biết quý nó trước đây Hãy nghe hai bàn chân đang hạnh phúc khi gặp hơi mát của sàn gỗ. Nó và cái sàn gỗ đang tan thành một. Người bước vào phòng đang biến thành một với gian phòng trống, với im lặng mênh mông. Bàn chân quên nó. Người bước vào phòng quên mình. Để cái tôi ngoài cửa, như để đôi dép. Từ khi sinh ra, ta đã muốn chỉ huy cả thế giới, sai khiến mọi người chung quanh. Đói, khóc ầm lên. Mẹ phải đưa ngay bầu sữa. Thèm hơi ấm, méo máu để được người bồng muốn cái gì phải có ngay cái nấy, không thì la hét. Ta là trung tâm của vũ trụ, tất cả mọi người đều phải chiều ta. Lớn lên, ta cũng vậy thôi, 99% của cuộc đời ta được xài phí để lái thiên hạ, bắt thiên hạ phải thỏa mãn ý muốn của ta. Thậm chí, cái mà ta gọi là tình yêu suy cho cùng cũng chỉ là nhu cầu cần có một quan hệ gần gũi để ta cảm thấy sung sướng. Có lẽ ở đâu cũng vậy, nhưng trong văn hóa của cá nhân chủ nghĩa Âu Mỹ nghĩ đến ta được xem là chuyện bình thường tất nhiên ai lái người khác giỏi để phục vụ mình tốt người ấy được xem là thành công thiền là trái ngược lại không nhắm tích tụ không nhắm chinh phục càng nhiều cái có càng ít cái là cái tinh túy cái bản chất cái đem lại hạnh phúc và tôi là gì chính là ở phút này đây ở phút này đây tôi còn sống còn thở còn nói còn có các bạn để nghe còn có nắng đẹp ngoài kia, gió mát đang thổi, hạnh phúc vô biên, hạnh phúc được sống với cái khoảnh khắc này, được làm một với các bạn. Được làm một với tất cả, được làm một với tờ giấy trước mắt tôi. Thiền không phải là ngồi yên. Thiền là không đi ăn mày nữa, không ngửa tay xin xu hào nơi người khác, nơi bên ngoài, bởi vì thiền là biết rằng cả một kho tàng châu báu nằm ở trong ta, hãy nhìn vào để thấy và để chiêm nghiệm rằng ta càng trống đi cái tôi thì kho tàng ấy càng đầy các thiền viện Âu Mỹ biết nhắm đến cái mục đích ấy. Kho báo trong tôi càng đầy, khả năng nhập thành một với mọi vật chung quanh càng nhạy bén, và khi ấy, tôi khổ với cái khổ của bạn, tôi vui với cái vui của bạn, tôi không còn nữa, bạn cũng không còn nữa, chỉ còn cái khổ chung, cái vui chung. Định nghĩa của chữ từ bi là như vậy, và ngồi thiền chính là để mở rộng lòng từ bi. Tôi đã là một với tất cả, làm sao tôi không thương tất cả, từ thiên nhiên đến loài vật từ người gần đến người xa, tôi biết đó là lý thuyết rất cao mà không phải ai cũng đạt được hoặc hiểu được. nhưng tôi xin quả quyết, cứ bước dần đi mỗi bước rồi sẽ thấy, quên mình nhiều nhiều hơn một chút, nghĩ đến người khác nhiều nhiều hơn một chút, đấy là con đường đi đến hạnh phúc. và xin các bạn hãy biết điều này, các người Âu Mỹ ngồi trong thiền đường phần đông là trí thức hoặc thuộc thành phần cao trong xã hội, đã nắm khá vững lý thuyết Phật giáo và có lòng hướng đến một cái gì cao hơn đời sống vật chất vì kỹ, tôi nói điều này là để nghĩ đến tương lai của Phật giáo ở Âu Mỹ. Phật giáo hạn chế ở tầng lớp trí thức hay mở rộng ra cho đại chúng. Tôi không có thì giờ để đi sâu vào câu hỏi này. Chỉ xin nói rằng bộ não của con người gồm hai phần: khả năng logic, trừu tượng, phân tích, tương ứng với não bộ phía trái; khả năng nhận ra sự giống nhau giữa những cái khác nhau, trực giác, tổng hợp, tương ứng với não bộ phía phải. Bốn. Tác giả Frederick Leno cho rằng văn minh Tây Phương chú trọng tác động trên vũ trụ, tương ứng với việc đặt ưu tiên trên não bộ phía phải. Phật giáo đến Tây Phương đã đóng vai trò tích cực trong việc làm quân bình hai vùng trong não bộ con người Tây Phương. Trong cái ý đó, câu nói nổi tiếng của nhà sử học Arnold Toiber đã thành dễ hiểu, sự gặp gỡ giữa Phật giáo và Tây phương là biến cố có ý nghĩa nhất của thế kỷ 20, tôi cũng nhân cái ý đó để nói thêm rằng Phật giáo chính là sự quân bình và trước hết là quân bình giữa trí tuệ và lòng tin. Không có trí tuệ thì không hiểu được đức Phật, nhưng không có lòng tin thì cánh cửa cuối cùng của trí tuệ vẫn không mở ra. Trí tuệ cũng như hoa mai, lòng tin cũng như hơi ấm đầu tiên của mùa xuân. Chạm vào một điểm của hơi ấm đó thôi, hoa nở bung nhất điểm xuân quanh xứ xứ hoa là vậy. Chỉ một làn gió xuân thoảng qua thôi, chốn chốn hoa mai bừng nở. Thiền là cây cầu bắc qua giữa trí tuệ và lòng tin. Đó là pháp môn, cánh cửa đạo, mở ra cho các bậc thượng thủ. Nhưng không phải ai cũng là thượng thủ cả, cho nên Phật giáo nói có đến 4 vạn 8 ngàn pháp môn thích hợp với căn cơ của mỗi người. Ai giàu trí tuệ, như giới trí thức ở Âu Mỹ, đi vào Phật giáo bằng cửa thiền. Ai giàu lòng tin? Đây chính là tương lai của Phật giáo tại Tây Phương. Bởi vì Phật giáo muốn lan tỏa ở đây phải biết rằng không phải ai cũng là trí thức. Vậy thì, có một nhánh Phật giáo nào ở Âu Mỹ có khả năng lan tỏa ra đại chúng chăng? Có. Đó là Phật giáo Tây Tạng mà Ngài Đạt Lai Lạc Ma là hình ảnh sống động. Phật giáo bám rễ được ở Tây Phương là nhờ Ngài và cả một loạt những nhà sư Tây Tạng xuất chúng qua giáo hóa tại đấy. Chỉ mỗi một việc xuất hiện của các vị đó thôi đã làm giấy động được lòng tin nơi quần chúng. Phật giáo Tây Tạng đáp ứng được những thắc khoải về tâm linh của quần chúng hơn là thiền tông đến từ các thiền sư Nhật Bản. Nhưng dù là thiền tông hay Phật giáo Tây Tạng, trí tuệ và lòng tin phải cùng bay với nhau như hai cánh của con đại bàng. Các bạn đồng nghiệp trí thức và sinh viên thân mến, chính vì hai cánh của con đại bàng mà tôi chọn đề tài này để nói chuyện với các bạn hôm nay tôi đâu có nói chuyện bên tây tôi nói chuyện bên ta chúng ta đã lãng quên trí tuệ của thiền tông yên tử chẳng lẽ đạo phật trí tuệ đã bay cả rồi qua bên tây chẳng lẽ tây phương thừa hưởng hết tinh túy của phật giáo may thay chúng ta rất giàu lòng tin nhưng buồn thay lắm khi lắm nơi đó là tin nhảm đó là mê tín đó không phải là đạo phật không nhất quyết ta không để gãy chiếc cánh trí tuệ của con đại bàng lý trần nhất quyết ta cũng cố lòng tin chân chính. Đó là nhiệm vụ của tuần lễ văn hóa hôm nay. Các bạn trí thức nghệ an thân mến, hãy chấp lại hai cánh của con đại bàng lịch sử. Hãy bay với hai cánh vào hiện đại.